Rồi, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt trước nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn tối ngày 13 tháng 12, 2017. Bây giờ chạy một vòng downtown Sài Gòn cho quý vị xem chuẩn bị Giáng sinh như thế nào ở Sài Gòn nha. Rồi, thẳng xuống là đường Tự Do ngày xưa, bây giờ là đường Đồng Khởi đó quý vị. Còn cắt ngang đây là đường Nguyễn Du, bài hát đó. Một mém về qua đường Nguyễn Du. Đó. Bên tay trái quý vị đây là Bót Katina, thời thuộc địa đó. Bây giờ nó là tòa nhà của Sở Văn hóa Sài Gòn quý vị. Wow, quý vị thấy cái tòa nhà Sở Giao dịch Ngân hàng Phát triển Eximbank nè. Chị zoom cho quý vị xem cái cách ở đây họ trang trí Noel nè. À, tòa nhà Việt Thượng Thành. Đó, à, quý vị nào ở miền Canada ôn đới đó, thấy mấy cảnh này là ở Sài Gòn thích lắm quý vị. À, có băng tuyết, có ông già Noel đó. Có tùng lộc, có cây thông, có rất là nhiều quà nè. Đó, thấy những cảnh này là Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa lễ Giáng sinh rồi quý vị. Dọc theo đường phố đao sao người ta trang trí nè. Trời Sài Gòn đang mát gì, nhiệt độ khoảng 27 độ C, không mưa, tuy có mây. Và phía trước đó là góc đường Đồng Khởi với lại đường Lý Tự Trọng, ngày xưa là đường Tự Do với đường Gia Long này. Đó, góc bên trái là công viên Chi Lăng này chị. Bên phải là tòa nhà của Vincom. À, bên tay phải đây là tòa nhà thị trưởng, tòa đô chính á, bây giờ nó là tòa nhà ủy ban của thành phố. Còn bên tay trái đây là đường Lê Thánh Tôn. Wow, tối nay có police trực. Đây cái office, cái company Sài Gòn Tourist của Hải Cao Minh làm việc nữa. Rồi, thẳng qua đây là khách sạn Hotel Continental Sài Gòn 4 sao và nó lâu, một những khách sạn lâu đời nhất Sài Gòn, có từ thời thuộc địa đó. Wow, bên tay trái là nhà hát thành phố hay gì? Và khách sạn Caravel lên đèn cái gì thấy không? Wow. Đó. Và người ta trang trí Noel giống như ở phương Tây nè. Ồ, đây là khách sạn 5 sao cái gì? Và sau lưng đó là khách sạn Sheraton. Và cắt ngang đây là đường Lê Lợi nè. Chạy thẳng bên phải đó là về chợ Bến Thành á. Nè quý vị, đeo mấy cái quà cho đẹp không? Wow, đây đường Đồng Khởi mùa Giáng sinh, trang trí đèn Noel nè. Đó. Và bên phải đây là đường Nguyễn Thiệp, cái bánh Ruda nổi tiếng từ thời xưa á vậy. Và có nhiều công trình kiến trúc thời Pháp vẫn còn. Ở đây khách sạn Bông Sen. Bên trái là nhà hàng Món Huế. Rồi, đây là giao lộ với đường Mạc Thị Bưởi. Đây có cà phê Katina. Hôm bữa ngồi uống quay clip quý vị xem đó nhớ không? Đó, ngồi ngay chỗ này nữa vậy. Ồ, bên đây có cây thông ở trong rồi nè. Đây là cà phê có từ thời thuộc địa. Đến đây uống là lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương á. Sẽ nhớ Sài Gòn xa xưa trước và sau năm 75 quý vị, rõ ràng. À, đây kênh Jackson, công nhân ở đang sửa chữa đường. Phải là đường Mạc Thị Bưởi nha quý vị. Cái kênh Jackson đó làm ban đêm á, cái tiền lương gấp 3, gấp 4 lần ban ngày vậy. Đây trái khách sạn Grand 5 sao này. Wow, quá đẹp quý vị.
Rồi bên phải đây là đường Ngô Đức Kế. Rồi đây là khách sạn Majestic. Có Maxim lúc đó vậy. Wow, trời ơi, kiến trúc thuộc địa mà làm mấy cây Noel này đẹp quá vậy, giống như bên Tây nè. Wow. Rồi, ra đây là đường Bạch Đằng, bến Bạch Đằng nãy vậy. Đây khách sạn Majestic nè. Rồi, vậy thấy trồng nguyên cái hàng thông dọc theo đường không? Wow. Đó, bên tay trái quý vị là sông Sài Gòn, là bến Bạch Đằng, là nhìn qua bên kia là phà Thủ Thiêm đó. Quận 2 vậy. Rồi, bên phải đây cho vị ngắm toàn bộ phố Nguyễn Huệ vào ban đêm nè, ngày 13 tháng 12. Wow, gì thấy tòa nhà gắn cái đèn LED, cái đèn nó chạy giống như tuyết rơi đó. Đó, đi ngã tư với đường Ngô Đức Kế. À, thì thấy người ta ra người ta chơi, đi dạo đường qua Nguyễn Huệ ngày xưa vào dịp Tết hay gì. Chỉ còn 1-2 tháng nữa là tới rồi. Nhanh quá vậy ha. Wow, thấy tòa nhà quá trời đẹp luôn rồi cái gì. Wow. Đó, Sài Gòn Garden bên kia. Đó, ai của mình đang có khu mặt tại khu vực downtown của Sài Gòn. Khu phố danh giá nhất này. Đó, thấy nhìn bên kia tòa nhà xinh quá. Đó, ta tập trung đây là gì? Ngồi ăn kem. Đó, ngắm phố nè. Đây, quý vị thấy cái tòa nhà xung quanh này trang trí rất là đẹp nè. Wow. Đó, Merry Christmas and Happy New Year 2018. Wow. Tòa nhà này cao lắm nha quý vị. Mấy chục phần nè. Đó, và nhìn qua đây là tòa nhà Bizetco 68 tầng cao nhất Sài Gòn nè. Noel cũng gắn đèn lên nè, quý vị thấy. Đó, giống như tuyết bao phủ vậy đó. Ờ, gì thấy bắn kem. Ờ, vui lắm vậy. Nhìn qua đây là cái shopping Hoàng Phúc. Đây, tòa nhà cái đèn LED nó rõ giống như tuyết. Nước, thác nước vậy đó. Ok, quý vị về Sài Gòn nhớ ghé đường Nguyễn Huệ. Thấy cuộc sống Sài Gòn ban đêm nha. Rất là vui vậy. Đây là khách sạn Palace. Dịch reception này. Đây bán cá bò viên chiên xúc xích. À, cầm cái xiên que này vừa ăn uống lon bia ấy. Đây là bán mực chiên nước mắm. Wow, vui gì ha. Rồi mở gì đi tiếp. Sài Gòn tối nhớ ra đây chơi cái gì.
rồi, và đây là khách sạn Rest Hotel. Tối lên đèn đẹp hơn. À, có trang trí Noel này gì. Rồi, thì đi qua cái hàng sứ. Thơm lắm quý vị. Thơm cái mùi hoa sứ đó. Đang tự hướng về tòa đô chính này. Đó, tòa nhà ủy ban thành phố là gì. Rồi, bây giờ mời quý vị theo Hải Công Minh qua chợ đêm Bến Thành nha. Ok, thank you, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Good night.